Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc giường kéo giãn cột sống lưng, cột sống cổ được lập trình theo chu trình đã được rất nhiều các cơ sở y tế tin dùng. Để thực hiện kéo giãn cột sống lưng cho bệnh nhân thì trước tiên chúng ta sẽ để bệnh nhân nằm trên giường một cách thoải mái. Sau đó là tiến hành vòng thít các cái đai ở vùng hông cũng như là đai vùng bụng. Chúng ta sẽ vòng thít ở không được lỏng nhưng cũng không được quá chặt, làm sao cho bệnh nhân có cái cảm giác là vừa đủ và có cảm giác là thoải mái. Sau khi tiến hành các cái phần ở thít đai xong thì chúng ta sẽ lật hai cái thanh để giữ tạo cái điểm giữ ở phần lách cho bệnh nhân. Và chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt các cái chế độ trên cái bảng điều khiển. Ở đây thì có thêm một cái bảng mạch để bệnh nhân có thể cầm tay dừng khi cần thiết. Ví dụ như là chúng tôi sẽ cài đặt là máy sẽ thực hiện là kéo giãn cột sống với khoảng cách là 5 cm trong vòng là 10 phút chẳng hạn. Khi chúng ta đã cài đặt xong thì chúng ta tiến hành start, tức là bắt đầu, là máy sẽ tự động là thực hiện theo đúng cái cài đặt mà chúng ta đã thực hiện. Ở ngoài ra, cái máy này thì có thể là tiến hành lật nghiêng trái bệnh nhân cũng như là nghiêng phải bệnh nhân, đáp ứng được cái mục đích là điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ để thực hiện các bệnh điều trị các bệnh lý về cột sống. Máy thì có thể là thực hiện điều trị cả cái các cái bệnh lý về cột sống ở lưng cũng như là cũng có thể là kéo giãn cái cột sống cổ. Đấy. Khi chúng ta mà đã cài đặt và start xong thì máy sẽ tự động thực hiện theo đúng cái liệu trình của chúng ta. Và trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta có thể là đứng bên để quan sát bệnh nhân cũng như là thực hiện các cái liệu trình điều trị khác. Ở khi mà ở hết liệu trình thì máy sẽ tự động phát ra các cái tiếng kêu để báo cho chúng ta biết là đã kết thúc. Quý vị và các bạn quan tâm về sản phẩm này có thể liên hệ với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.